Chào các bạn, trong video này chúng ta học mẫu ngữ pháp số 36, chúng chịu lên 160 mẫu ngữ pháp N3. Mẫu hôm nay của chúng ta là tame ni. Cách kết hợp thì với hai nghĩa chúng ta có hai kiểu kết hợp khác nhau. Cách kết hợp là danh từ no peru cộng với tame ni có nghĩa là để cho mục đích hoặc là cho một cái lợi ích của ai đó. Còn nghĩa thứ hai là thể thông thường. Tính từ đuôi na thì chúng ta có thể chuyển thì chúng ta sẽ chuyển đa thành na hoặc là đề a rự. Danh từ thì chúng ta cũng chuyển đa thành no hoặc là danh từ đề a rự cộng với tameni. Cái này là vì do chỉ một lý do dẫn tới một kết quả nào đó và nó thường là cái mang tính tiêu cực. Chúng ta xem ví dụ nhé. Shiken no tameni mainichi benkyou shiteru. Là hàng ngày tôi đang học để thi. Yuki ga futta tameni densha ga okureta. Vì tuyết rơi nên xe điện bị muộn. Kai gi ga enki sareta no wa sacho no ka taicho ga warui tame da. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy tame đứng cuối câu và đây là một cụm mà thường hay xuất hiện để giải thích lý do của một cái gì. No wa chấm 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 ta mê đã. Lý do của cái phía trước nô quá là vì cái chấm 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 này, hoặc là chúng ta sẽ ký hiệu khác cho dễ hình dung. A nô quá, B ta mê đã. Lý do của A là vì B. Lý do của A là vì B, tức là A là kết quả và B là nguyên nhân. Ở đây chúng ta có từ enki có nghĩa là bị hoãn. Enki, chữ Hán là chữ riêng và chữ kỳ. Đây là lý do cuộc họp bị hoãn, là vì tình trạng cơ thể của giám đốc không được tốt, hoặc là chúng ta cũng có thể dịch là cuộc họp bị hoãn là do tình trạng cơ thể của giám đốc không được tốt. Chúng ta có 4 bài tập đến sau ở bên dưới, các bạn có thể tạm dừng video và làm bài khi nào mình làm xong thì tiếp tục chạy video để check đáp án nhé. Hay, bây giờ chúng ta cùng chữa nhé. Hataraite iru no de atte, kete kaisha no tame dewa nai. Thì ở phía đằng sau ấy, chúng ta sẽ dịch là không bao giờ là vì công ty. Ở đây chúng ta thấy có tame kìa. Bên đằng dưới chúng ta có no này, tame ni, chi mưng no và ck chữ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xác định cái tame này là cho cuộc sống của bản thân mình. Thì câu này chúng ta sẽ là chi bưng no sẽ cắt chữ no chi bưng no sẽ cắt chữ no ta mê nhị, chúng ta ghép là 3 4 1 2. Chi bưng no sẽ cắt chữ no ta mê nhị hataraite iru no de atte kete kaisha no tame dewa nai, và chúng ta làm việc là vì cuộc sống của bản thân mình chứ không bao giờ là vì công ty cả. Hãy câu số 2. Phô cử yori hashi no hou ga ii desu nhé. Ở đây chúng ta có chữ Hán đằng sau từ yori là danh từ hashi có nghĩa là đôi đũa. Taberu ni wa udon o tame. Đây thì chúng ta có là udon o taberu tame ni wa. Tame ở đây sẽ mang nghĩa chỉ mục đích để. Chúng ta ghép câu này là 3 1 4 2. Udon o taberu tame ni wa phô cử yori hashi no hou ga ii desu ne. Để ăn udon ấy, thì đũa sẽ tốt hơn là dĩa. Đấy, chúng ta sang câu số 3 nhé. Shosho okureru kamo shiremasen. Chỗ này chúng ta sẽ dịch là có lẽ hơi muộn một chút. Tame michi ga iru konde. Vậy thì chúng ta sẽ ghép thành là Michi ga konde iru tame. Tame ở đây sẽ mang nghĩa là vì, chỉ lý do. Chúng ta ghép là 2, 4, 3, 1. Michi ga konde iru tame shosho okureru kamo shiremasen. Vì đường đông nên có lẽ hơi muộn một chút. Vậy câu số 4. Kyo wa yasumasete itadakimasu. Về đằng sau thì chúng ta sẽ dịch là hôm nay tôi xin phép nghỉ, đúng không? Hoặc là hãy xin gọi là cho tôi được nghỉ. Ngạ tame warui và gư ai thì chúng ta có cụm là gư ai ngà warui là tình trạng không được tốt. Thì chúng ta sẽ có là 4 1 3 2.
warui tame kiểu ở nhà suma sĩ tệ itadakimasu. Vì tình trạng cơ thể không được tốt nên hôm nay tôi xin phép được nghỉ. Bài học của chúng ta đến là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.